Dạ, xin chào cả nhà. Hôm nay mình lên video số 35. Video này gồm có là 22 găng tay chất liệu phíp hay cả nhà. Giá bán trong video được bao ship nha. Cả nhà nhận hàng kiểm tra và thanh toán ha. Dạ, đầu tiên là mình lên cái cần số 1. Đây. Cần số 1 là có một cây đai hoa 6m3 nha cả nhà. 6m3 ha, có 7 lóng ha. Đây, thông số nó nặng là 500g, ngọn là 1,5 ly, gồm có 7 lóng, thu gọn là 114cm nha cả nhà. Độ cứng tầm 3H ha, giá là 200.000 bao ship nha cả nhà. Đây, gọn nó đanh lắm nha, 1,5 ly nó rất là đanh. Đây. Đó. Hình thức thì cây này thì nó ở trong nó người ta kéo ra cái vô nhiều quá, nó xước xước vậy này nha cả nhà, không ảnh hưởng gì ha. Đó. Nói chung là nó cũ đó. Xài thì ngon lành. Nói chung cho 200.000 mà bây giờ anh em là ở xa mà em mua em bao ship rồi em đóng ống nước này kia nọ ở xa chứ. Em gửi đi ra xong chắc tiền em thu về trừ này kia cái nọ chắc còn được chừng 100.000 quá. Đây cái đầu buồn nó có cái khoen này luôn ha cả nhà. Đó. Rồi mã số 1 200.000 bao ship. Cái đây qua 6m3. Xem mã số 2 có cây NFT 7m2 nha cả nhà. Cây này với cây gãy tự thiên nha. Cây này hình thức còn đẹp nha, nó chỉ có chạy cái lóng ngoặt cái góc này nó chỉ có chạy dấu đây thôi. Đó, còn lại đẹp ha. Màu xanh đọt chuối nha. Đây thông số nó. Thông số mã số 2 nặng 660g. Ngọn là 2 ly tầm cứng tầm 3H cho cả nhà, thu gọn 1m3. Giá 250 bao ship ha. Đây, cái lóng trầm đẹp lắm. Trồng đẹp và cũng lớn ha. Đó. Đây. Mã số 2. 250 bao ship nha cả nhà. Số 3. Mà số 3 có một cây KT nha, cây này cũng còn đẹp. Cây này còn rất là đẹp luôn nha. Màu hộp nhãn nè. Đây, mà số 3. Nặng 220g, ngọn 2 ly, cứng tầm 3H nha cả nhà. Gồm có 5 lóng ha, thu gọn 105cm. Dài là 4,5 m, giá 200.000 bao ship nha cả nhà. Đây. Lóng trồng. Chung anh em mà câu mà gọi là mình câu giải trí chơi thì 1-200.000 mua cái cần này mình xài sướng. Và cần giảm giảm mua Trung Quốc hôm nay nó cũng hết 70-80.000 cây. Mã số 3 200.000 bao ship nha cả nhà. Khá là đẹp ha, quá đã. Đây mã số 4, mã số 4 lên cái cần gì không biết luôn ha, dài 4,5 m,
nặng 260 gram, còn 2 ly, tướng tầm 3 hát nha, 5 lóng, thu gọn là 103 cm, giá cũng 200.000 bao ship đây. Màu xanh như vậy ha, xanh, xanh đen bạc. Đây. Cái góc cần thì nó có, nói chung là tương đối đẹp, chạy xước ít lắm. Còn mấy lóng trong thì còn mới tinh, không lưỡng. Đây ngọn, đó, ngọn chà bá, ngọn chà bá luôn ha. Rồi giá 200.000 bao ship mã số 3. Rồi mã số 4 chứ. Đây là mã số 4 ha. Hai trăm ngàn bao ship. Rồi tới mã số 5. Mã số 5 có cây cần giả trúc ha cả nhà. Nó không có để hiệu gì hết, nó có dán tem nó lọt rồi mất tiêu rồi. Đây mã số 5, nặng 160 gram, gọi 1 ly, cây này cứng tầm 2 hát ha cả nhà, 5 lóng. Nó dài là 4,2 m ha. Thu gọn là 102 cm. Giá 180.000 bao ship nha. Đây cây này còn khá là đẹp luôn, ngọn ngọn rất là mảnh ha. Không có trầy xước gì hết cả nha. Trước cửa nhà có mấy ông xỉn, mấy ông bây giờ nhựa nãy giờ. Xẻn này giờ không lo đi về đi chứ, còn đứng này nhựa chạy xe ớn thấy bà luôn. Rồi mã số 5, giá 180.000 bao ship. Mã số 6 có cây cần tay lóng ngắn nha cả nhà. Đây là mã số 6 nè, nặng 240 gram, gọn 1 ly, cứng tầm 2 hát ha, gồm có 10 lóng, dài là 5,4 m, thu gọn là 66 cm nha cả nhà, giá 200.000 bao ship luôn ha. Trong cái lô này hôm nay là nó giá mắc nhất là chừng 250, là giá cao nhất. Đây cây này 10 lóng, lóng nào cũng đẹp đó, ha. À, quên, cây này là của hiệu Olympic nha cả nhà. Đây nó có bịch, nó có bịch đầu lóng trong nhà chống nổ nữa, bịch đầu lóng inox luôn. Cây này đẹp ha, bịch đầu lóng nhìn bịch cái đầu lóng mà nhìn nó xịn sò. Ngọn mảnh ha, kính tầm 2H. Cái này cái đầu nó có cái khoen này luôn này cả nhà. Đó. Khoen cái cột dây. Rồi. Mã số 6. 200.000 bao ship luôn. Đây. Đây mã số 7. Mã số 7 cũng có một cây lóng ngắn luôn. Nặng 200 gram, gọn 1 ly, cây này cứng tầm 3 hát ha, gồm 9 lóng, dài 4,5 m, thu gọn là còn 59 cm, giá cũng 200.000 luôn nha. Cây này cây đai hoa ha. Đây.
Cây này cũng còn khá là đẹp. Cây khá là đẹp các nhà. Nó màu nâu cánh gián nè. Cây này dương ra thẳng cái cần nó cũng thẳng lắm nha cả nhà. Rồi mã số 7, 200.000 bao ship ha. Rồi, giới thiệu đến mọi người mã số 8 ha. Mã số 8 cũng là cây cần lóng ngắn, cây này cây Olympic, cây này là made in Korea, 4,5 m, cứng 3H. Đây cứng tầm 3H nha cả nhà. Đây, nặng 180 g, rộng 1 ly. Gồm có là 10 lóng, thu gọn là 56 cm, giá 200.000 luôn nha cả nhà. 200.000 bao ship ha. Cái này thì mới lắm. Cái này còn rất là mới ha. Lóng nào cũng mới. Oh, wow. Rồi. Mã số 8. 200.000 bao ship. Đây. Còn khá là mới không cả nhà. Đây tới mã số 9, cái này thì gần như mới tinh luôn. Lớn nha, không trầy không gì hết, cái góc đẹp thiệt đẹp. Rồi mã số 9, nặng 185 g, ngọn 1 ly, 5 lóng, thu gọn là 100 cm, độ cứng tầm 2H ha. Giá cũng 200.000 bao ship luôn. Đây. Lóng trồng rất là mới, cây này mới. Cây này lóng dài nha cả nhà, thu gọn lên con trăm. Cây rất là mới ha. Rồi nói chung là anh em đi câu giải trí chơi. Chơi với cái cần này được cho rẻ tiền. Có điều kiện chơi carbon thì quá 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 vip rồi, không có chơi mấy cái cần này hết. Một 200.000 giá trị. Rồi đây 4,5 m nha cả nhà, thông số thì ha, giá 200.000 bao ship. Cây này còn rất là mới. Rồi tới mã số 10, một cây cần ốm nhách ha, nhỏ đây, nhỏ hơn ngón tay út nữa nè, nhẹ tưng. Đây mã số 10, nặng có 60 g nha cả nhà, nhưng mà nó cứng, gọn 0.8 ha, cứng tầm 3H. Cây này thì nó chỉ có dài có 2,1 m hay 2,2 m gì nha cả nhà.
thu gọn là 86 cm ha, giá 180 bao ship nha cả nhà. Cái này mới lắm, này bóc lưỡng à, còn giá trúc nè. Mấy tinh ha, nhìn mấy cây nhỏ nhỏ này dễ thương. Đó, nhỏ là cứng à. Cây này có 2m1, 2m2 gì nha cả nhà. Cầu thì nhấp cái rô, cái sạc nhấp trong giường rồi đó, ngon. Cùng câu ở trong mấy cái mương nhỏ nhỏ đó. Nhấp cá bóng rồi, làm tâm rồi. Cái rô, cái sạc đây. Gọn. Rồi. Mã số 10 180.000. Nhẹ từng có 60g. Đây, mã 11 cũng vậy, một cây ốm nhách luôn ha. Đây cả nhà, so với ngón tay mình là nhỏ hơn ngón tay. À, đây 11. Nặng 80g. Cái này ngọn 0.8. Cái này cứng tầm 2h tới 2h rưỡi nha cả nhà. Thu gọn là 100 cm ha. Giá có 180.000 qua ship. Cái này thì dài là 2m7. Hiệu Tiga cái gì đó. À đây là Tiga. Cái này cũng còn mới luôn ha. Gốc là Quảng Trị ha. Cái này còn rất là mới. Nói chung là cái đợt cần này có 100 mấy 200. Rồi. Mã số 11. Giá 180 bao ship nha cả nhà. Mã số 10. Đây. Mã số 12. Cũng là cây cần lóc dài ha, cũng ốm nhách luôn. Cây này có bịch đồ lóng nữa. Cây này thì nó không có để thông số hiệu gì hết nha cả nhà. Rồi nó mất rồi mình cũng không biết luôn nha. Mã 12 nặng 80g. Ngọn 0.8, cứng tầm 1,5 tới 2h ha. Cái này là cái gì đây? À, cây này cực dài 3m nha cả nhà. Dài 3m ha. Thu gọn là 106 cm. Giá 180.000 bao ship nha cả nhà. Cái này có bịch tàu lóng chống nổ. Rồi, mã số 12, 180.000 bao ship ha. Mã số 13, 13 là một cây nặng 60g, gọn 1 ly, cứng tầm 2 tới 2,5 ha cả nhà. Thu gọn là 102 cm, giá 170.000 bao ship ha. Cây này 2m7, 3 lóng nha cả nhà. Đó, nó vậy ha.
sơn cả nhà, đẹp ha, không có chảy xước gì. Trăm mấy anh em chơi như cây cần ra hoặc phải mua cây cần Trung Quốc, thường thường loại bà bèo nó không 70-80 ngàn. Cây này anh em mua mà trừ tiền ship ra thì nó cũng cả đó 70-80% gì đó. Rồi cây này khá đẹp ha cả nhà, một giá 170 ngàn bao ship nha, mã 13. Đây mã 14, mã 14 có một cây họ đậu lại, họ chế lại bến là làm cái cần già trở máy á, nhưng mà đâu có gắn máy đâu, họ quấn cái dây chỗ này, này. Rồi cái họ luồn ở đây, đây luồn ở đây mà nó già, anh em để về mình gắn cột dây vô mình câu nữa ha, còn hoặc là thích chơi kiểu cọ thì mình kiếm mới dây mình quấn vô cái hai cái chấu này nè, rồi lòm ở đây chơi y như vậy thôi. Cây này hiệu gì mình không biết nha cả nhà, chủ nhật không ha. Đây mã 14, nặng 100 gram, còn 2 ly, cây này cứng 3H nha cả nhà, thu gọn là 99 cm ha, giá 150 bao ship. Đó, 150 bao ship nè. Đó như cái cây này mà già rồi anh em ra mua nè. Nó ở trong nước rẻ cũng 20 ngàn. Tiền gửi nó cũng tính mình hết 40 rồi. Gửi nhanh thì như cây này nó ngắn nè. Cây này nó nhẹ nè. Đó, gửi nhanh mà anh em là gần gần thì nó hết 40 ngàn, mà ở xa xa thì 50, 60 thì tùy ha. Đó thì tính ra ví dụ như là cho nó 50 ngàn đi. Là còn có 100 ngàn bạc thì cần. Đó, đây cái đọt này nha cả nhà, cái này cứng ha, cái đọt đành cứng ha, cái cứng tầm 3H, đây cứng tầm 3H, giá 150 bao ship nha cả nhà. Mã 14, 150 ngàn bao ship. Cây này dài là cũng 2,7 m nha cả nhà, cây này dài 2,7 m ha. Đây mã 15, mã 15 là cũng có một cây giá trúc 70 gram, nặng 70 gram này, ngọn 0,8, cứng tầm 2H, thu gọn là 106 cm nha cả nhà, có 3 khúc ha, 2,7 m, giá cũng 150 bao ship luôn nha. Đó. Cây này thì cái nói chung là nước sơn này kia nọ thì nó còn đẹp, nhưng mà nó bắt đầu nó nổi da cóc giống như là đó. Dạ, nó lỗi cốc giống như vậy nè. Đó. Này lỗi do nổi nước sơn hay do nổi cái gì mình không biết ha. Đấy. Là da cốc mình nhám nhám vậy nè. Rồi cái này tính 150 nha cả nhà. 150 bao ship ha. Rồi. 2,7 m. 2,7 m, mã 15 nha cả nhà, 150 luôn ha. Đây, cây mã 16,
ở 16 có một cây, cây này là nặng là 100 g, ngọn 0.8, cứng tầm 1,5 m thứ hai hát ha, 3,6 m, rồi có 4 lóng, thu gọn là 1 m nha cả nhà, giá cũng 150 bao ship ha. Nó cây này thì cái ngoài nó bị trầy, đây một dấu, đây chị nhâm nhâm nhỏ nhỏ, hai dấu, rồi ba dấu là hết rồi nha cả nhà, chạy có ba dấu đó thôi ha. Cái này thì 3,6 m, màu nâu. Cái này cứng 1,5 m 2 h gì đó ha. Rồi cây này cũng mã 16, giá 150 nha cả nhà. Rồi tiếp đến mã 17 nha cả nhà, đây mã 17 cây này nặng 200 g, ngọn là 0.8, cứng cũng 1,5 m tới 2 h ha, 4,5 m, 5 lóng, thu gọn là 103 cm, giá cũng 150 nha cả nhà. Cái này nó không, nhìn cái bề ngoài nó không có hiệu gì hết, à có mà không có đọc được hết, mất tiêu rồi. Rồi nó có trầy trầy màu đen này, màu nó nâu nè, nhìn nó gần nó cũ cũ nè, nó trầy sơn nè, trầy 1 2 3, nói chung là nó chỉ chạy có như đó thôi, còn mấy này nhâm nhâm nhỏ nhỏ. Nếu lóng ở trong thì nó đỡ ha, nó cũng có chạy. Chứ cái này nó chạy. Rồi cái này 150 bao ship luôn nha cả nhà. Số 17 ha. Số 18, 18 có cây 2,7 m, cái này nó không có hiệu gì hết nha cả nhà. 18 là nặng 100 g, ngọn 2 ly, cây này cứng tầm 2,5 m đến 3 h nha cả nhà, dài 2,7 m ha, thu gọn là 114 cm, dòng có 3 lóng ha. Cây này giá 150 luôn nè. Cây này đúng là trước nó có cái cán, cái này người ta độ thêm cái cán trúc vô nè. Đó, nhà rút cái này ra ha, ha. Cầm cái này là, cầm như cây ba ton nữa, cầm như y như mấy cây ba ton. Cái bịch đầu lắm này nha cả nhà. Rồi cây này nên mà cầm chơi thì được, đây nó là vậy đó. Đó, nhìn nó quéo quéo rồi, nhìn ghét thật chứ. Rồi cái này 150 bao ship luôn nha cả nhà. Thu gọn 114 cm là tính luôn cái khúc cù lẳng này nè nha cả nhà. Rảnh thiệt chứ.
Rồi, cây 19. Cây 19 là một cây, cây này là cây NFT. NFT, cây này đúng nguyên bản nó là cần tay mà họ họ độ ra cái cần trợ máy nha cả nhà. Que này gắn vô thêm, bát này gắn vô thêm nè, que này cũng vậy. Đó, đi cái dây trong ha. Gọn. Giờ mình để cột dây mình chơi thôi. Cây này còn khá là đẹp nha cả nhà. Cây này không có trầy xước gì ha. Rất là đẹp, bóng lưỡng à. Bóng lưỡng ha. Khá là đẹp luôn. Cái này là mã 19, nặng 330 g, gọn 1.8 ly, tướng tầm 3 h nữa nha, gần 6 lóng ha. Thu gọn lại là 106 cm, giá 250 bao ship nữa nha. Cây này là dài 5m4 ha. Rất là mới luôn, bóng lưỡng. Rồi, tới cây 20. Cây 20 là một cây cần tay chở máy nguyên bản nha cả nhà. Cây này là cây đai hoa. Cây này dài 4,5 m nè, cây này cũng còn rất là đẹp luôn. Đây bát bát Fuji luôn nè. Đây mã 20, nặng 240 g. Ngọn là 1 ly. Tướng là từ 1,5 h tới 2 h nha cả nhà, 5 lóng ha. Thu gọn 107. Giá 250 bao ship luôn, cây này còn rất là đẹp ha. Đây bắt bắt chạy máy, cái khoen chạy máy quên. Khoen khoen lồng dây này. Khoen cái ghét. Đó. Ngọn này như ngọn đặc này cả nhà, ngọn này ngọn đặc, ngọn này ngọn đặc nha cả nhà. Mấy khoen còn đủ hết nha cả nhà ha. Cái này còn khá là đẹp luôn á. Cái đây qua giá 250 bao ship cho cả nhà, 4,5 m ha. Mã 20. Đây. Mã 21 là một cây chợ máy nguyên bản nha cả nhà. Cây này là cây Kato gì nè, đó. Đây, mã 21, nặng 220 g. Còn 2 ly, cây này cứng từ 2 tới 2,5 h. Gần có 5 lóng, cây này dài 4,5 m nha cả nhà. Thu gọn là 134 cm ha. Cái này giá là 220 ngàn bao ship nha cả nhà, 220 ha. Bát bát Fuji luôn. Cái này thì nó lòn dây ở trong, dây vô đây hai cái lóng trong nó chỉ tới đây là hết, nó không có xuống nữa ha, nó xuống tới đây để mình lòn dây vô.
khá là đẹp. Dần dần giả giả chút giả gỗ gì đó. Rồi, mã 21, 220.000 bao ship nha cả nhà. Mã 22, mã cuối cùng, cũng là một cây Kato. Cây này thì dài 6 mét cả nhà. Đây, cây dài 6 mét nè, nặng 430g, gọn 2 ly, cứng 3H-3H5, gọn có 7 lóng, thu gọn là 1m4, giá 250 bao ship nha cả nhà. Cây này thì cái lóng, cái góc ngoài này nó hơi chạy chạy xíu ha, nhưng mà những ở trong này rất là đẹp, bát là bát Fuji luôn đó. Fuji khoen lòng dây đó, hai cái những cái lóng ở trong nó xuống tới đây thì nhà nó xuống nửa cái khoen này đó, ha, là hết ha, để mình lòn cái dây vô ngay chỗ này đó, lòn dây vô đây đi lên. Nó 1m4 thu gọn, 1m4 trời. Góc lóng ở trong đẹp ha. Nghe thông cảm nó ồn, nhà em nghe đường lộ á, xe nó chạy tối ngày sáng đêm. Đây ngọn đó, dây lòn ở đây. Ngọn rất là đanh ha. Rồi, mã cuối cùng. Mã 22, giá 250 bao ship nha cả nhà. Rồi, em vừa giới thiệu đến cả nhà lô 22 gần tay ha. Cả nhà đặt hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo cho em nha. Số điện thoại em có để dưới phần tiêu đề nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của em ha. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Cả nhà nhớ đăng ký giùm em một đăng ký nha, để kênh nó phát triển hơn nha cả nhà. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà một video tiếp theo ha. Xin chào tạm biệt cả nhà.